cha cùng mát tha đề qua na ga ma he ti ca cùng nhân nô anu mô đàm tu chi rằng rác tham tu pa ni nô a ca sát tha cha cùng mát tha đề qua na ga ma he ti ca cùng nhân nô anu mô đàm tu chi rằng rác tham tu nô sa đa Y đăng vá ta nô bún nhăng á sá vác thá yá vá hăng hô tu á ná gá tê ká lê. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, con kính lễ sư ạ. Xin chào. Nam mô Bổn Sư. Kính lễ sư ạ. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Khai Giá. Xin chào các học viên. Hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp phần lộ trình tâm, bài số 3, đó là bài lộ trình tâm cảnh lớn. Đúng ra là theo thứ tự làm học lộ trình tâm cảnh lớn trước rồi mới cảnh rất lớn sau, nhưng mà sư soạn bài cái sư quên sao mà sư đưa ra cái lộ trình tâm cảnh rất lớn trước. Tại mình học cái lộ trình tâm cảnh rất lớn, nó nhiều trường hợp hơn, nó khó hơn so với lộ trình tâm cảnh lớn. Dạ, yeah. Nếu mà nắm bắt được cái phần lộ trình tâm cảnh lớn thì đến cảnh rất lớn thì nó sẽ dễ hơn tí. Còn nếu mà vào mình học liền cái cảnh rất lớn thì tại nó nhiều trường hợp, nhiều khi nó làm cho mình khó nắm bắt. Thôi bây giờ chúng ta đã lỡ học rồi. Mà nếu mà sắp xếp bài lại thì chúng ta sắp xếp vậy. Giờ hôm trước cái định nghĩa mà lộ trình tâm cảnh rất lớn, tại sư lộn với cái định nghĩa phần khái quát, cho nên mình chỉnh lại cái định nghĩa này tí. Tức là lộ trình tâm ngũ môn thầy bệnh nghiệp cảnh rất lớn là tiến trình tâm sinh khởi qua lộ ngũ môn trong đời sống hàng ngày, khi bị đối tượng cảnh rất lớn chi phối mắt tai mũi lưỡi và thân. Chúng ta sửa lại cái giống cái định nghĩa này một tí, cái hôm trước nó không có đúng. Hôm trước làm lấy theo cái định nghĩa tổng quát, nhưng mà hôm nay thì các khi mình học từng bài thì nó có cái cảnh riêng của nó, cho nên mình phải nói riêng từng phần, riêng từng phần. Thì đó là phần là sửa lại cái định nghĩa một tí. Rồi bây giờ chúng ta hôm nay thì chúng ta học về lộ trình tâm ngũ môn thầy bình nhật cảnh lớn. Trong bài học này thì chúng ta còn có các phần, đó là định nghĩa thứ hai là lộ trình tâm ngũ môn thầy bình nhật cảnh lớn, thứ ba là các trận tâm trong lộ tâm ngũ môn cảnh lớn, thứ tư là các tâm lộ trong lộ tâm ngũ môn cảnh lớn, thứ năm là các tâm có mặt trong lộ tâm ngũ môn cảnh lớn, thứ sáu là số lượng lộ tâm ngũ môn cảnh lớn, thứ bảy là lộ tâm ngũ môn cảnh lớn xảy ra ở hạng người, thứ tám là lộ tâm ngũ môn cảnh lớn xảy ra ở các cõi. Thì đó là tám phần mình sẽ học ở trong phần lộ trình tâm này.
Phần một đó là định nghĩa. Thì ở đây mình có cái định nghĩa về lộ trình tâm ngũ môn cảnh lớn, đó là lộ trình tâm ngũ môn thời bình nhật cảnh lớn, là tiến trình tâm sinh khởi qua lộ ngũ môn trong đời sống hàng ngày khi bị đối tượng cảnh lớn chi phối mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Hoặc là nói cách khác đó là lộ trình tâm ngũ môn thời bình nhật cảnh lớn là tiến trình tâm sinh khởi qua lộ ngũ môn trong đời sống hàng ngày khi bị đối tượng cảnh lớn chi phối. Đối tượng cảnh lớn chi phối. Thì đó là phần, tức là lộ trình tâm này nó chỉ diễn ra ở cái lộ ngũ môn, tức là qua thấy, nghe, ngửi, nếm, đùng ở trong đời sống bình nhật, tức là trong đời sống hàng ngày của mình sau cái sát na tục sinh và trước cái lộ trình tâm tự. Thì còn lại đó là lộ trình tâm ngũ môn ở trong đời sống hàng ngày. Thì nó có thể là cảnh lớn, cảnh rất lớn, cảnh nhỏ hoặc là cảnh rất nhỏ. Ở trong trường hợp này thì đang học cảnh lớn. Phần thứ hai đó là lộ trình tâm ngũ môn thời bình nhật cảnh lớn, tức là mình xem nó xảy ra ở những trường hợp nào. Hôm trước cái phần lộ trình tâm ngũ môn thời bình nhật cảnh rất lớn thì mình nó xảy ra ở ba trường hợp, và cả ba trường hợp đó nó đều có một khổ kiếp vượt qua. Với nhưng mà nó thứ nhất là chót na cảnh, thứ hai là chót động lực, và thứ ba đó là chót hữu phần khách. Thì ngày hôm nay mình học ở lộ trình tâm ngũ môn cảnh lớn thì chúng ta sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là lộ trình tâm ngũ môn thời bình nhật cảnh lớn chót động lực có hai hoặc ba hậu kiếp vượt qua. Nhớ cảnh lớn thì nó có ít nhất là phải hai hậu kiếp, và nhiều nhất đó là ba hậu kiếp vượt qua. Đó trường hợp là cảnh lớn. Thì đây là lộ trình tâm. Thí dụ như là ở trong trường hợp bình thường thì tâm đang ở cái trạng thái đó là hộ kiếp, và khi mà có cảnh tác động vào thì lập tức tâm sẽ, lộ trình tâm sẽ diễn ra, bắt đầu đó là từ hộ kiếp vượt qua, hộ kiếp hai, hộ kiếp vượt qua, rồi tới rung động, dứt dầm, khai ý môn, khai ngũ môn. Nếu mà trong trường hợp này là cảnh sắc thì nó là nhãn thức, nếu mà cảnh thinh thì nó là nhĩ thức, cảnh mùi thì nó là tỷ thức, cảnh vị thì nó là thiệt thức, hoặc là cảnh xúc thì là thân thức. Cái trường hợp này thì nó tùy theo cảnh mà cái thức nó sẽ sanh khởi ở trong trường hợp này. Cho nên ở đây mình để một trong năm thức. Một trong năm thức có thể là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt hoặc là thân. Rồi sau đó là tiếp thâu, quan sát, xác định và động lực. Thì ở đây đó, mặc dù nó là có hai hữu phần vượt qua, nhưng thay vào đó thì nó không có na cảnh, cho nên lộ trình tâm diễn ra nó vẫn là trường hợp thứ hai. Đó, trường hợp thứ nhất mình có hai hữu phần vượt qua. Trường hợp thứ ba đó là thứ hai đó là mình có ba hữu phần vượt qua. Thì nếu mà bình thường thì nó cũng ở
ba hậu kiếp vượt qua bình thường thì nó cũng ở trạng thái đó là hậu kiếp. Và khi mà có cảnh tác động, có cảnh tác động thì ở trong trường hợp này nó có ba hậu kiếp vượt qua, rồi sau đó nó rúng động dứt dầm, rồi khai môn, rồi tùy theo đó là nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức hoặc là thân thức, là tùy theo cảnh nó giống như ở trên. Sau đó là tiếp thâu, quan sát, xác định và động lực. Thì đây là trường hợp thứ nhất, sao sát na động lực. Thì sao sát na động lực thì nó sẽ trở lại là hậu kiếp bình thường, là hậu kiếp bình thường, nó trở lại cái trạng thái, cái lộ trình tâm mới. Nó có thể là một cái lộ trình tâm ngũ môn tiếp theo, hoặc là nó có thể là tiếp nối bằng một lộ trình tâm ý môn. Thì đó là trường hợp thứ nhất, là chót động lực nó có hai hoặc là ba hậu kiếp vượt qua. Trường hợp thứ hai là lộ trình tâm ngũ môn thời bình nhật cảnh lớn, chót hậu kiếp khách, nó cũng có hai hoặc là ba hậu kiếp vượt qua, nhưng mà nó cũng phải có ba yếu tố giống như mình học hôm trước, tức là người tục sinh bằng tâm thọ hỷ ở cõi bu dục giới, rồi thứ hai đó là ở đây đó là gặp cảnh lớn, thứ ba đó là khởi lên động lực thọ ưu hay là động lực sanh, thì lộ trình tâm này nó mới diễn ra được. Còn nếu mà không, nó không đầy đủ ba yếu tố này thì cái lộ trình tâm này nó không diễn ra, mà nó sẽ diễn ra giống như trường hợp một. Nếu mà nó không đầy đủ ba yếu tố này thì lộ trình tâm nó vẫn diễn ra, nhưng mà nó diễn ra giống như ở trường hợp một, chứ nó không phải là giống trường hợp thứ hai này. Thì ở đây nếu mà trường hợp hai hữu phần vượt qua thì trường hợp một và trường hợp hai hữu phần vượt qua thì lộ trình tâm nó diễn ra đó là rung động dứt dòng khai môn, rồi một trong năm thức tiếp thu quan sát xác định và động lực, sau đó là hữu phần khách. Và chúng ta nhớ hữu phần khách ở trong trường hợp này á, nó phải là tâm thọ xả, để nó dung hòa giữa cái động lực sanh với là cái hộ kiếp, cái tâm hộ kiếp thọ hỷ. Tại từ sanh thì nó trở thành hỷ liền thì nó không được, mà từ sanh nó chuyển qua thành thọ xả, rồi sau đó thì mới thọ hỷ. Thì ở trường hợp thứ hai thì nó có ba hộ kiếp vượt qua thôi. Cái trường hợp mà lý do mà nó có hậu kiếp nhiều hay là hậu kiếp ít đó, là do cái sự tác động của cảnh. Sự tác động của cảnh, nếu mà sự tác động của cảnh càng nhanh, càng mạnh thì cái hậu kiếp nó ít. Ví dụ như là ở trường hợp chúng ta học về cảnh rất lớn thì chúng ta thấy là nó chỉ có một cái hậu kiếp vượt qua. Nhưng mà ở trong trường hợp cảnh lớn á, vì cái sự tác động của cảnh nó yếu hơn, cho nên nó có hai hoặc là ba hậu kiếp vượt qua. Tại sao mình nói là nó chỉ là cảnh lớn, nhưng mà tại sao nó có hai hoặc là ba?
Thật ra mình nói lớn ở đây á, cái lớn nó cũng ở nhiều mức độ khác nhau. À, chứ không phải nó lớn là nó chỉ có một cỡ. Tức là cái mặc dù nói là cỡ lớn nhưng mà trong trong cỡ lớn đó nó còn có size A, size B, size C gì đó, nó thuộc xếp vào dạng cỡ lớn thì dụ vậy. Dạ. Thì do cảnh lớn nhưng mà ở nhiều mức độ khác nhau. À, cho nên đến khi nó tác động vào lộ trình tâm thì nó xảy ra cái hữu phần khách nó là khác nhau. Còn nếu mà cảnh càng yếu đi thì hữu phần khách nó càng nhiều, thậm chí nó là nó sẽ không thành tựu được một cái lộ trình tâm, tức là không có tâm động lực xuất hiện chẳng hạn. Thì phần này khi mà chúng ta học về cái cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ thì chúng ta sẽ thấy rõ cái đó, cái phần đó. Mấy cái này nó có thể chúng ta xem ví dụ giống như là cái cách khởi động cái động cơ, mà cái máy mà người ta dùng quay nó bằng, tức là dùng cái thiết bị bằng tay để người ta quay nó, là nếu mà mình quay đủ mạnh một lần một thì cái máy nó bắt đầu khởi động và nó chạy. Yeah. Nhưng mà nếu mà người quay đó mà cái sức nó yếu, yeah, và mình quay nó tức là không đủ cái tua của nó để có thể máy nó có thể khởi động, thì nó chỉ nghe âm thanh một tí rồi nó tắt đi. Nên nó không có khởi động được. Giống như là khi mà cảnh quá nhỏ, cảnh nhỏ hoặc là cảnh quá nhỏ thì nó không đủ để thành tựu được một cái lộ trình tâm. Hoặc là cảnh lớn nhưng mà nó ở mức độ khác nhau, cho nên nó cũng dẫn đến đó là cái hộ phần hộ kiếp vừa qua nó cũng khác nhau. Cái bốn yếu tố hôm trước thì mình cũng đã có học rồi, tức là cảnh lớn nhưng mà nó mà động lực thọ ưu hay là động lực là tâm sanh là do có ấn tượng kinh hoàng, hoặc là có cảnh khởi lên bất ngờ ngoài dự kiến, hay là do tưởng tượng phong phú, hoặc là do pháp điên đảo chi phối. Tức là nó cũng do bốn trường hợp này, bốn cái lý do này mà cảnh lớn mà nó lại xảy ra là động lực sanh, động lực sanh. Thứ ba đó là các trần tâm và lộ tâm trong tâm lộ ngũ, lộ tâm ngũ môn. Thì ở đây mình đưa ra hai trường hợp là được rồi, tại vì cái cách tính chặn tâm á, giống mình nói hôm trước, cái cách tính chặn tâm thì mình chỉ tính bắt đầu các chặn tâm mà thuộc về tâm khách quan, tâm khách quan tức là bắt đầu nó hoạt động bên ngoài. Không phải là tâm hộ kiếp thì lúc bây giờ người ta mới tính chặn tâm của nó. Thì ở đây chúng ta thấy ở trường hợp một quá, bắt đầu từ tâm khai ngũ môn, sau đó là một trong năm thức, rồi tiếp thâu quan sát xác định và bảy động lực. Thì tên của mỗi một loại tâm ở trong trường hợp này nó được kể là một chặng. Nó được kể là một chặng. Ở đây tâm khai ý môn là một chặng, một trong năm thức, ví dụ như nhãn thức là một chặng, rồi tiếp thâu là một chặng, quan sát là một chặng, xác định là một chặng, động lực là một chặng. Thì như vậy thì nó sẽ có sáu chặng. Sáu chặng. Ở trong ở lộ trình tâm thứ hai á, thì nó có hữu phần khách
mà giống như giải thích hôm trước hồ kiếp khách, giống như giải thích hôm trước đó là cái hồ kiếp khách đó, mặc dù nó có một cái tên gọi riêng so với các tâm hồ kiếp ở đây, tức là hồ kiếp vượt, hồ kiếp vượt qua, hồ kiếp rung động hoặc là dứt dòng. Xin lỗi, nó có một cái tên gọi. Mình thấy nó giống như là sao động lực mình có cái na cảnh. Dạ. Nhưng mà na cảnh thì lại được kể một chặng, trong khi đó hồ kiếp khách á, thì nó không được kể là tâm khách quan, và kể được một chặng tâm. Lý do là vì cái cảnh của nó khác nhau. Ở tâm na cảnh thì chỉ nó được kể một chặng tâm, vì tâm na cảnh đó là nó hưởng cái cảnh dư từ cái tâm động lực, tức là nó có cùng cảnh với tâm động lực. Dạ. Nhưng mà ở hồ kiếp khách á, là nó có một cái cảnh riêng của nó, chứ nó không phải là cái cảnh của tâm động lực còn dư lại, mà là một cái cảnh riêng của nó, cảnh riêng của nó. Cho nên hồ kiếp khách mà cảnh riêng ở đây đó là cảnh một trong ba cảnh gọi là cảnh chủ, tức là cảnh nghiệp tướng và cảnh sanh thú tướng, là một trong ba cảnh đó, là cảnh của nó, cho nó không hoàn toàn, nó không liên quan gì tới cái cảnh của tâm động lực. Cái cảnh của lộ trình tâm đang diễn ra nó có, cho nên nó không được kể là tâm khách quan. Như vậy lộ tâm thứ hai này thì nó cũng chỉ có 6 chặng. Hai lộ tâm này có 6 chặng giống nhau, nó chỉ khác ở hồ phần vượt, hồ kiếp vượt qua. Khác một cái đó là chót động lực, một cái đó là chót hồ phần khách, hồ kiếp khách. Thì đây là cả hai lộ trình tâm, cả hai lộ tâm đều có 6 chặng tâm khách quan. Tâm khách quan, nhớ ở đây là phải nói là tâm khách quan. Tại nếu mình không nói là tâm khách quan á, nếu mình chỉ nói chặng tâm không á, 6 chặng tâm không á, thì người ta sẽ không tìm ra các chặng tâm. Vì sao? Vì ở đây chúng ta thấy là nếu mình nói chặng tâm không á, mà mình không sử dụng chữ khách quan á, thì ở đây chúng ta có là hữu phần vượt qua, hồ kiếp vượt qua, hồ kiếp rung động, hồ kiếp biết dòng á, nó cũng được kể là chặng. Nhưng mà chặng ở trong trường hợp này đó là chủ quan, cho nên người ta không có kể nó. Cho nên ở đây mình phải thêm cái chữ khách quan, thêm chữ khách quan cho người ta biết, cho nó rõ. Các tâm này thì nó tiếp nhận cảnh, rồi nó xử lý từng trường hợp, từng trường hợp nó làm việc. Thứ hai đó là các tâm lộ trong lộ tâm ngũ môn cảnh lớn. Cái tâm lộ hay là sắc na tâm, là chỉ cho các tâm mà nó, từng thứ tâm mà nó diễn ra ở trong lộ trình tâm. Và ở đây thì mình cũng chỉ tính tâm lộ khách quan, tâm lộ khách quan. Thì ở đây chúng ta có đó là khai ngũ môn, rồi thí dụ ở đây là nhãn thức, rồi tiếp thâu quan sát xác định, xác định, rồi động lực. Ở đây thì nó có đến 7 tâm lộ, mình viết thì một, nhưng mà ở đây mình ký hiệu nó bằng số 7, tức là nó có 7 tâm lộ, 7 tâm lộ. Như vậy thì ở trong lộ trình tâm này á, nó có 12 tâm lộ, 12 tâm lộ, tức là khai ý môn là 1, 1 trong 5 thức là 2, tiếp thâu là 3, quan sát là 4, xác định là 5, 5 với 7 là 12, 12 tâm lộ khách quan.
ở lộ trình tâm thứ hai á, lộ trình tâm thứ hai thì vì hộ kiếp khách nó không cũng không được kể là tâm khách quan, nó không được kể là tâm khách quan, cho nên lộ trình tâm thứ hai thì nó cũng chỉ có là 12 tâm lộ khách quan, 12 tâm lộ khách quan, tức là cả hai trường hợp nó đều có 12 tâm lộ khách quan. Thứ ba đó, thứ năm đó là các tâm có mặt trong lộ tâm ngũ môn cảnh lớn. Thì ở đây nếu mà chúng ta tính một tiến trình tâm xảy ra, tiến trình tâm xảy ra, ví dụ như là ở trường hợp mà cảnh sắc đẹp, ví dụ cảnh sắc đẹp thì ở đây nó là khai ngũ môn, rồi ở đây là nhãn thức thọ xả quả thiện, nhãn thức thọ xả quả thiện, tâm thiết tâu thọ xả quả thiện, tâm quan sát thọ xả quả thiện, rồi ở đây nó là tâm khai ý môn, làm việc xác định cảnh. Sau đó là bảy động lực. Bảy động lực này á thì nó có thể là tâm thiện hoặc là tâm tham, nó tùy theo trường hợp. Cái lý do mình thấy được cảnh sắc đẹp á, thì đó là cái quả của thiện nghiệp mà mình đã tạo. Nó là quả của thiện nghiệp mà mình đã tạo. Nhưng mà từ cái quả thiện nghiệp này á, khi nó diễn ra trong lộ trình tâm mà đến tâm động lực á, tức là trong đời sống hiện tại á, thì nó có thể là từ thiện, nó có thể chuyển qua làm bất thiện, hay là từ thiện thì nó làm cho phát sinh thêm cái tâm thiện nữa. Ví dụ cái cảnh sắc ở đây á, nếu mà cảnh sắc đẹp, cảnh sắc đẹp giống như là bông hoa, hay là giống như là mình cái bộ y phục đẹp của mình, cái quần áo của mình mà đẹp, thì ở trong trường hợp đó phần lớn đó là cái tâm động lực ở đây là tâm sân, tâm tham. Vì cái tâm mà biết cảnh ở trong trường hợp đó, xử lý cảnh ở trong trường hợp đó là tâm dính mắc với cảnh, tâm dính mắc với cảnh. Thí dụ như là nếu mà được thấy trường, nếu mà cảnh sắc đẹp ở trong trường hợp này, ví dụ nếu mà mình người là người Phật tử thì mình thấy được cái hình ảnh của Đức Phật, hình ảnh của Chư Tăng, để nên nó cảnh là cảnh đẹp, cảnh tốt, nhưng mà tâm ở trong trường hợp từ cái quả thiện này á, nó lại hỗ trợ cho cái tâm thiện tiếp theo sanh khởi, tiếp theo sanh khởi, đó là tâm thiện. Cái động lực ở đây nó là tâm thiện. Mà nói như vậy thì không có nghĩa là ở trong trường hợp nào thì ví dụ như là không phải trong trường hợp lúc nào mình mặc quần áo đẹp, mình có quần áo đẹp, mình nhìn thấy quần áo đẹp nó cũng là tâm tham, không phải như vậy. Nói như vậy mười mốt các tử mình không dám mặc quần áo đẹp hoặc thấy quần áo đẹp không dám nhìn, nó không phải như vậy, nó tùy theo. Tùy theo theo mình. Ví dụ là nếu mà trong trường hợp mà mình có được cái gì mà mình vừa lòng, tức là đẹp, thì mình biết đó là cái này là cái quả của thiện nghiệp mà mình đã tạo trước đây. Thì khi mình suy xét như vậy á, mình nghĩ như vậy á, thì lập tức tâm tham nó có điều kiện sanh khởi, mà thay vào đó là sao? Là tâm thiện. Và cái tâm thiện đó nó sẽ hỗ trợ cho mình tiếp tục thực hiện cái thiện nghiệp khác nữa. Cho để nghe như vậy thì mấy báo cáo tử mình sợ tâm tham nó sanh khởi quá, có đồ mới cũng không dám mặc, để trong tủ hoài thì cái này cũng khổ.
cái đó nó thuộc về cái lòng phước mà do mình hối tiếc, cho nên sau này mình có đồ mình không dám xài. À, cái đó nó lại khác đi. Dạ, chúng ta phải cẩn thận cái đó. Chứ không phải là lúc nào mình thấy cảnh tốt, cảnh vừa lòng thì tâm tham nó cũng sanh khởi. Nó tùy theo cái sự tác ý của mình. À, tùy theo cái sự tác ý của mình. Nhiều một số trường hợp đó là nhiều khi cái tâm đó là cái tâm, cái cảnh đó là cảnh xấu, nhưng mà do người ta khéo tác ý thì cái tâm thiện nó vẫn sanh khởi. Ví dụ như là các tử mình thấy cái xác chết á, thường mình thấy là sao? Phần lớn là mình sợ. Thì khi mình sợ như vậy á, thì nếu mà nói về nhãn thức, khi mình thấy xác chết á, nói về nhãn thức thì cái đó là nhãn thức quả bất thiện. Nhãn thức thật sự quả bất thiện. Cái đó là tại vì nó thuộc về cảnh xấu. À, cảnh xấu. Rồi tiếp đó là cũng tiếp thâu quan sát thì nó cũng là quả bất thiện. Yeah. Nhưng mà động lực ở đây á, nó sẽ xảy ra hai trường hợp. À, với người bình thường thì khi mà gặp những trường hợp như vậy mình sẽ sợ, mình sẽ ghê, thì tâm sân nó sẽ sân khởi. Yeah. Nhưng mà nếu với một vị hành giả mà tu tập quán về tử thi thì cái xác chết đó mặc dù nói về quả thì nó vẫn là quả bất thiện. Yeah. Nhưng mà với hành giả này thì đó là tâm thiện, là điều kiện để hỗ trợ tâm thiện sân khởi. Yeah. Thì cũng tương tự giống như bây giờ mình thấy xác chết. Yeah. Nếu mà mình nghĩ đó là cái thân của mình đến một lúc nào đó nó cũng sẽ như thế này, thì lúc đó tâm sân nó có điều kiện sanh khởi, mà thay vào đó là cái tâm thiện. Giống như là câu chuyện của Tỳ Khưu Ni Rupananda, tức là Tỳ Khưu này là một vị công chúa, còn người tại gia cư sĩ là một trong những vị công chúa mà có sắc đẹp, cho nên đến khi xuất gia xong rồi là không đi đến gặp Đức Phật để nghe pháp, vì cô nghe người ta nói đó là Đức Phật hay nói chê bai về cái sắc đẹp này, giống như là sắc đẹp này là cái sắc này là hôi thối đáng nhờm gớm chẳng hạn, và cho nên cô xuất gia xong cũng đi nghe pháp. Nhưng mà một ngày nọ nghe các vị tỳ kheo ni là bạn đồng phẩm hành khen nói Đức Phật thuyết pháp hay, cái giọng nghe rất là rõ, thí dụ vậy. Yeah. Thì cô mới cũng tò mò đi đến rồi đứng xa xa phía bên ngoài. Yeah. Thì Đức Phật ngài biết được cái tâm của tỳ kheo ni này, cho nên khi mà tỳ kheo ni này đi đến, ngài hóa ra một cô thiếu nữ rất là đẹp đứng bên cạnh ngài để quạt hộp. Thì tỳ kheo ni này trước đây thì chỉ nghe người ta nói Đức Phật chê về cái sắc đẹp, nhưng mà đến khi đi đến thì thấy có một người, một cô thiếu nữ mà đang đứng quạt hầu bên cạnh Đức Phật như vậy, thì cô mới có suy nghĩ khác. Nói tại sao nói Đức Phật chê về cái sắc này là hôi thối, là nhờm gớm, nhưng mà tại sao ngài vẫn có một người, một thiếu nữ đứng rất là đẹp đứng bên cạnh ngài để quạt. Giống như là muốn âm chỉ là Đức Phật ngài cũng quan tâm đến cái sắc đẹp. Yeah. Thì cô này mới thay vì nghe Đức Phật thuyết pháp thì cô chỉ nhìn chăm chăm nhìn vào cái cô thiếu nữ này thôi, vì cô này quá đẹp. Yeah. Thì trong lúc mà cô này đang chú ý tập trung nhìn cái cô thiếu nữ quạt đang quạt này, thì Đức Phật ngài làm cho cái cô thiếu nữ này từ một cô thiếu nữ đang trẻ đẹp trở nên già đi, da nhăn nheo rồi tóc bạc rồi nằm xuống trước mặt. Dạ. Thì lúc đó thì Kheo Ni Rupananda đó là mới giật mình, mới suy nghĩ đó là cái cô thiếu nữ này mới lúc nãy đó là rất là đẹp, nếu mà so với mình thì mình giống như là không có phần trăm nào, nhưng bây giờ là cô lại trở thành một người già tóc bạc da nhăn và nằm liệt xuống như thế này.
Thì lúc đó cô mới suy nghĩ đến cái thân của mình, đó là đến một lúc nào đó nó cũng như vậy. Thì nhân cái cơ hội, tức là nhận thấy được cái sự thay đổi, sự vô thường của thân này, thì lúc đó Đức Phật ngài mới nhân đó ngài thuyết pháp cho cô nghe và chứng đắc được thánh quả tu Bồ Tát. Thì ở trong những trường hợp mà chúng ta thấy thấy cảnh đó, đó đúng là cảnh đó là cảnh xấu. Nhưng mà nếu mình quan sát, quan sát thì nó lại tạo điều kiện cho cái tâm thiện sanh khởi, tức là từ bất thiện nó lại hỗ trợ cho thiện. Hoặc là thí dụ như chúng ta tu thiền, tu thiền, thí dụ như là ở trong trường thiền, trong lúc đang ngồi thiền mà ai đó cứ đang xù xì thì mình sẽ thấy sao? Mình thấy khó chịu. Và mình sẽ nói mấy người này người ta đang hành thiền mà sao cứ xù xì nói lên nói xuống. Thì trong lúc mà mình khó chịu như vậy á, cái cảnh đó thì cảnh bất thiện rồi, cảnh xấu rồi. Tại mình có tạo cái quả đó là làm phiền người khác trước đây, cho nên bây giờ mình mới nhận cái quả đó, nếu không nó không có. Thì lúc bây giờ cái tâm sân nó sân khởi. Nhưng mà ở một trường hợp khác á, ví dụ như là các Phật tử mình vào ở trong rừng mà mình hành thiền, thì chúng ta nghe gió với lá cây nó đụng lại, đông đưa nó đụng lại với nhau, nghe xào xạc xào xạc, rồi hoặc là chúng ta nghe tiếng chim hót, thì lúc đó chúng ta lại thấy sao? Chim ở trong cái cảnh thanh vắng với chim, tự nhiên mình nghe tiếng chim nó hót, nghe thấy nó hay. Thế là trong trường hợp này á, nó không phải là tâm sân nữa, nó có thể là một là tâm thiện, hai là tâm tham, nó tùy theo. Nếu mà hay với tâm dính mắc thì cái đó là tâm tham, nếu mà nghe hay với tâm thiện, với suy xét là đây là cái quả của thiền nghiệp. Thì lúc giờ cái này là tâm thiện. Thì nếu mà chúng ta xét về âm thanh á, chúng ta thấy là nó cùng là âm thanh, tức là ở đây là tiếng của người ta xù xì, bên kia là tiếng của lá cây nó va chạm vào nhau hoặc tiếng chim hót. Nhưng một âm thanh á, làm cho mình phát sanh tâm sanh, một âm thanh á, làm cho mình phát sanh tâm thiền, một âm thanh á, nó làm cho mình phát sanh tâm tham. Tức là có thể là từ thiện nó trợ cho thiện, từ thiện nó trợ cho bất thiện, thì nó tùy theo ở mình. Tùy theo ở mình. Cho nên ở trong tu tập á, người ta không nói là, tức là ngày không nói là tại người khác, mà cái tại ở đây nó là ở bản thân mình. Ở bản thân mình chứ không phải là tại người khác. Là vì khi mình còn phiền não á, thì mình đi đâu ở đâu cái phiền não nó vẫn sanh khởi. Chúng ta nhớ ở trong kinh bài kinh khiếp đảm và sợ hãi thì giáp thì rót số tá ở trong trung bộ kinh bài kinh số 5 hay là số 4 đó. Trong bài kinh đó thì Bà La Môn nói là một người mà còn phiền não á, còn tham sân si chi phối á, thì khi mà mình vào ở trong rừng để mình tu tập á, chắc chắn mình sẽ sợ, có rất nhiều sợ hãi. Thì Đức Phật ngài cũng xác định như vậy, tức là khi mà thiền não mà mình còn á, cho dù mình vào ở trong khu rừng vắng không có ai đi chăng nữa, cái thiền não nó vẫn sanh khởi, vẫn sanh khởi. Hoặc là ở một cái câu chuyện của một vị tỳ kheo là thị giả của Đức Phật, trong lúc cùng với Đức Phật đi khất thực về, rồi vị này gặp một cái khu rừng vắng, thấy thích quá, sư quên mất cái tên của vị này,
cái vị này mới bạch với Đức Phật đó là bạch Đức Thế Tôn, xin ngài hãy đi về chùa, con muốn vào ở trong khu rừng này để ăn tu. Thì Đức Phật ngài nói là này thì kheo khoan hả đi, đại có một vị tỳ kheo khác đến rồi ông hãy đi. Dạ. Thì vậy cho dù Đức Phật có ngăn cản như thế nào đi chăng nữa, vị tỳ kheo này vẫn không chịu. Vị tỳ kheo này cũng nói đó là tại Đức Thế Tôn đó, là người đã đoàn từ được phiền não rồi, tức là ngài đã sống được an vui rồi, còn bản thân con còn phiền não, cho nên con phải ở lại để tu tập. Dạ. Tại đúng ở trong luật đó là, tức là khi mà mình đi trên đường ở những khu thanh quán như vậy thì để tính tránh cái tiếng đời đó là thường các vị tỳ kheo đi ít nhất đó là phải có hai vị, hoặc đi phải có những thiền nam như vậy. Dạ. Thì Đức Phật ngài chờ để có một vị tỳ kheo nào khác để cùng đi với ngài, cho nên ngài mới nói như vậy. Nhưng mà vị này thì lại không có hiểu, cho nên nhất quyết đó là phải ở lại vào ở trong rừng để tu tập. Nhưng mà các bạn biết là dù ở trong cái khu rừng thanh vắng, nhưng mà đến khi vị này vào ở trong đó ngồi tu tập là tu được. Dạ, tức là tâm nó dao động, tâm nó phóng dật, thì cuối cùng vị này lại phải bỏ cái khu rừng đó và trở về chùa gặp Đức Phật. Dạ, cho nên ở đây thường là nếu mà ở trong đời sống của mình á, thường là mình đổi thừa được cái ngoại cảnh làm cho mình phát sinh phiền não. Và nếu mà mình cứ đổi thừa như vậy á, là cái phiền não của mình nó không chấm dứt được. Dạ, mình nó không chấm dứt được. Tại khi mình đổi thừa như vậy thì mình sẽ thuộc về phe của nó. Mình sẽ cùng phe với nó. Dạ. Nhưng mà nếu mà mình không đổi thừa, mình nhận thấy được là cái tâm tham này nó sanh khởi, cái tâm sân này sanh khởi, tâm si này nó sanh khởi do mình còn tham, do mình còn sân, do mình còn si, cho nên mình phải cố gắng tìm cách để mình đoạn trừ nó, để mình đoạn trừ nó. Thì khi mà mình phát hiện như vậy á, thì lúc bây giờ mình với cái phiền não này nó bắt đầu sai nhau, mình không còn là người hỗ trợ nó nữa. Dạ. Và khi mà mình không còn là người hỗ trợ nó nữa thì nó cũng có sức mạnh yếu dần đi. Dạ. Còn là khi mà mình càng ủng hộ thì nó càng mạnh lên. Nhưng mà một trường hợp mà chúng ta thấy là một trường hợp rõ nhất các bạn thấy á, ví dụ như là ở nhà mình có nuôi chó, bằng chó mình mà nó sủa người nào đó mà người chủ nhà mà còn lỗ tai mà thương xua nó thêm thì nó lại càng sủa thêm dữ nữa, vì nó biết là mình ủng hộ nó. Dạ. Nhưng mà nếu nó sủa rồi mình thêm thì mình để ý đến nó thì sủa lắm, nó nghĩ nghe không có ai hỗ trợ, thì cái bất thiện, cái tâm bất thiện mình cũng vậy. Cái tâm bất thiện mình cũng vậy, khi mình càng ủng hộ nó thì nó càng có sức mạnh. Nhưng mà nếu mình bỏ rơi nó đi thì cái sức mạnh nó sẽ bị yếu dần đi, yếu dần đi. Dạ. Trong trường hợp này mình khi mà nói như vậy thì mình cũng nhớ đến ở trong cái bài kinh An, bài kinh An Trú Tâm, bài kinh mà Đức Phật này dạy về năm phương pháp để đoạn trừ dục tâm, sân tâm và hại tâm. Trong năm phương pháp đó là mình có cái phương pháp đó là, tức là làm ngơ không để ý đến nó, giống như là không thấy nó, giống như người là có mắt nhưng mà không nhìn thấy cảnh sắc nhiều vậy. Dạ, đề nghị nick Galaxy S8 nick ạ. Đó là cái cách mà mình khi mà tâm cảnh nó đến với tâm, ở trong trường hợp mà cảnh tốt hoặc cảnh xấu mà cái động lực nó có thể là thiện, có thể là bất thiện, là tham sân hoặc là si, tham sân hoặc là si, nó tùy theo trường hợp ở mình. Và chúng
ở trong đời sống á, nếu mà mình phát hiện được nó càng nhiều à, tức là khi mà cảnh nó đến và mình thấy là mình đang bị tham chi phối, mình đang bị sân chi phối, đang bị si chi phối, hay là có tâm thiện đang sanh khởi, ở trong trường hợp này là mình phải kiểm soát được nó, phải tập nhìn và quan sát nó. Dạ, chúng ta có nhớ ở trong bài kinh kinh không uế nhiễm không? Không uế nhiễm ở trong bài kinh mà Đức Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói về bốn hạng người. Kinh không uế nhiễm là bài kinh số 5 thì phải. Ngài nói là về bốn hạng người, mà trong đó là có hạng người đó là, tức là lúc mình không bị tham sân si chi phối thì mình cũng biết là mình không có bị tham sân si chi phối, và lúc mà mình bị tham sân si chi phối thì mình cũng biết là mình đang bị tham sân si chi phối. Hạng người như vậy á thì mới có thể tiến bộ được. Còn nếu mà bây giờ mình bị tham sân si chi phối mình cũng không biết, mà bây giờ không bị tham sân si chi phối mình cũng không biết, thì hai hạng người này ngày đó không thể nào tiến bộ được. Dạ, tại trong đời sống hàng ngày của mình đã tự biết là không phải là mình lúc nào mình cũng bị tham sân si chi phối, không phải vậy. Mà có lúc đó là tại vì khi mà tâm thiện sanh khởi thì tham sân si nó có thể sanh khởi được. Như vậy ở trong trường hợp đó là mình không bị tham sân si chi phối. Dạ, và nếu mình biết như vậy thì mình mới phát triển ra được. À, còn bây giờ cái nào mình cũng không biết thì cái đó mình thua. Mình vừa không thể phát triển được mà mình cũng không thể gìn giữ được trong bốn tứ chánh cảnh. Dạ, là nếu mình phát hiện được, nếu mình biết nó là bất thiện thì mình thận trọng để mình ngăn ngừa nó. Rồi nếu mà nó đã sanh khởi rồi thì mình cố gắng để mình đoạn trừ nó. Còn đối với thiền pháp mình thấy là cái nào là thiền pháp mình phát hiện nó thì cố gắng tu tập và phát triển nó. Cái nào đã có rồi thì gìn giữ đừng để cho nó mất đi. Để khi mà chúng ta phát hiện thì chúng ta mới làm được cái đó. Còn không thì mình sẽ không làm được cái nào hết. Thì những phần này, những cái phần đó, khi mà chúng ta học cái lộ trình tâm thì chúng ta sẽ ứng dụng nó, chúng ta sẽ thấy nó rõ hơn. Học cái lộ trình tâm ứng dụng rõ hơn. Từng các bài kinh mà dạy về cái phương pháp tu tập ở trong kinh Trung Bộ mà bây giờ chúng ta ứng dụng cái lộ trình tâm này á, và chúng ta phân tích ra từng chi tiết nhỏ nhỏ, thì chúng ta sẽ thấy là trong tạng kinh với vi diệu pháp được kết hợp với, khi mà kết hợp lại với nhau thì rất là hay. Rất là hay. Rồi, như vậy thì ở đây nếu mà nói về một lộ trình tâm xảy ra, một tiến trình tâm xảy ra thì chúng ta sẽ có đó là một khai môn. Ví dụ ở đây là nhãn thức tiếp thu quan sát xác định, động lực ở đây nó có thể tham sân si hoặc là thiền. Một lộ trình tâm xảy ra thì sẽ có sáu thứ tâm. Ở trường hợp thứ hai thì nó cũng có sáu thứ tâm, nhưng mà ở trường hợp hai nó chỉ khác, nó là động lực ở đây nó chỉ là tâm sân. Trường hợp thứ hai thì nó chỉ khác là động lực là tâm sân. Còn trường hợp một á, nó có thể tham sân si hoặc là tâm đại thiện, tâm đại tố. Nó có thể xảy ra ở các trường hợp này. Cái đó là một tiến trình tâm. Nhưng mà về tổng quát, nếu nói tổng quát thì khai ý môn thì nó không thay đổi. Ở một trong năm thức này á, thì nó sẽ có là ngũ song thức, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thức thuộc về thiện và nhãn nhĩ tỷ thiệt thức thuộc về bất thiện. Cho nên chỗ cái sát na này nó có 10 thứ tâm mà tùy theo trường hợp nó sẽ sanh khởi. Tiếp theo thì mình cũng có hai thứ tâm,
tức là hai tâm tiếp thu. Quan sát thì mình có ba tâm quan sát. Ba tâm quan sát đó là hai tâm quan sát thọ xả và một tâm quan sát thọ hỷ. Rồi xác định thì là tâm thai ý môn. Động lực thì giống như nói lúc nãy, động lực thì nó có thể, động lực thì nó có đến là 12 tâm bất thiện. Rồi 8 tâm này thiện, 8 tâm này tố là 16 với 12 là 28, một tâm sinh tiếu nữa là 29. 29 30 31. 31 với lại ở đây 3 là 34, ở đây 2 là 36, ở đây 10 là 46. Tức là 46 tâm dục giới. Tổng quát là 46 tâm dục giới. Rồi trong 46 tâm dục giới này chúng ta có thể thí dụ. Đặt ra thí dụ bằng 46 lộ trình tâm. Tùy theo trường hợp chúng ta thay đổi đó. Hoặc là chúng ta đặt thí dụ thay đổi theo tâm động lực. Thí dụ như là tâm sân, trong trường hợp là tâm sân hỗ trợ, tâm sân vô trợ, tâm tham hữu trợ, tâm tham vô trợ, tâm tham hợp tà, tâm tham ly tà, nói nhiều trường hợp. Chúng ta vẽ ra rồi chúng ta thử đặt nó ở những trường hợp khác nhau. Hoặc là tâm thiện cũng vậy. Ở trường hợp thứ hai, trường hợp thứ hai thì nếu mà tổng quát ở cảnh lớn thì nó có thể diễn ra ở cả hai trường hợp, tức là có thể là nhãn thức, có thể là nhãn nhĩ tỷ thiệt thức quả thiện, hoặc là nhãn nhĩ tỷ thiệt thức quả bất thiện. Nó có thể xảy ra ở cả hai trường hợp, cho nên tiếp thu ở đây nó cũng là hai thứ, quan sát ở đây nó cũng là hai thứ, và xác định ở đây nó vẫn là tâm hai ý môn, và động lực là nó hai tâm sân. Sư là phải là tâm thiện chứ sư. Tại vì nó cái này nó phải là tiếp theo quan sát với lại xác định nó phải là tâm thiện. Tại cái động đằng sau nó có cái khẩu kiếp khắc, động lực sân có khẩu kiếp khắc thì đằng trước nó phải là tâm thiện. Tức là tiếp thu có một, quan sát thì có hai. Mà em ý em nói là tâm thiện hết rồi, mình chỉ có một thôi chứ không có hai ba. Cái này điều kiện khác nhau, bữa cảnh giác lớn là khác, này cảnh lớn là khác cô. Thì à, cảnh lớn thì cũng khác cảnh rất lớn. Dạ con sa thú ạ. Ở hôm trước mình học về cảnh rất lớn và rất tốt á, thì ở trong trường hợp đó là nó chỉ xảy ra ở trong trường hợp đó là thuộc về thiện, tức là chỉ là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân nó thuộc về thiện. Nhưng mà ở trong trường hợp cảnh lớn á, thì nó xảy ra cả hai trường hợp, đó là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân có thể là thiện hoặc là bất thiện. Dạ con hiểu, con cảm ơn sư ạ. Rồi nhưng mà động lực ở đây thì nó là động lực sanh. Nó là động lực sanh, tức là một trong hai tâm sanh. Còn hữu phần khách á, cái hữu phần khách, cái tâm mà làm việc hữu phần khách cái này hôm trước á, ở lộ trình tâm cảnh rất lớn á, thì mình có năm tâm nó làm việc hữu phần khách, tức là bốn tâm đại quả thọ xả. Những các tâm làm việc hữu phần khách nó phải là thọ xả, để nó dung hòa giữa cái động lực sanh với tâm tục sinh thọ hỷ. Thọ xả. Nhưng mà ở tâm na cảnh á, ở lộ trình tâm hôm trước cảnh rất lớn á, thì cái hữu phần khách nó có 5 loại tâm. Trong đó là nó có 4 tâm đại quả thọ xả và tâm quan sát thọ xả quả thiện. Tâm quan sát thọ xả quả thiện.
Nhưng mà ở trong trường hợp mà cảnh cảnh lớn á, thì nó có sáu thứ tâm, vì nó xảy ra ở hai trường hợp, tức là nó có cả bốn tâm quan sát thọ, bốn tâm đại quả thọ xả và tâm quan sát thọ, hai tâm quan sát thọ xả, một tâm bất thiện và một tâm thiện. Là tâm quan sát thọ xả quả thiện và tâm thân quan sát thọ xả quả bất thiện. Nó xảy ra ở đây, nhưng mà nhớ là nó phải là thọ xả. Thọ xả như vậy thì nếu mà một tiến trình tâm xảy ra thì nó có sáu thứ tâm, nhưng mà nếu mà một về tổng quát thì ở đây chúng ta có đến là ở đây là 2 a 13 với ở đây là băng lực sân nữa là 19. Nếu mà tổng quát thì cái lộ trình tâm ở trường hợp này là nó có 19 tâm. 19 tâm. Còn nếu mình muốn liệt kê thêm cái tâm mà làm việc hữu phần khách, đây là hữu phần khách thì nó không phải là tâm khách quan. Nhưng mà nếu mình muốn liệt kê để mình biết thêm nó thì mình liệt kê là cái tâm hữu phần khách này á, là nó là một trong sáu thứ tâm. Một trong sáu thứ tâm. Còn hôm trước là nó một trong năm thứ tâm. Mình có thể ghi chú thêm để mình biết nó. Ghi chú thêm để mình biết nó. Nó tùy theo trường hợp mà nó sẽ xảy ra. Đó là phần lộ tâm ngũ môn cảnh lớn, các tâm có mặt trong lộ tâm. Về số lượng lộ tâm, ở đây nếu mình vẽ đầy đủ thì mình sẽ có bốn trường hợp như thế này, tức là chất động lực thì nó có hai hoặc là ba hồi ký vừa qua, chất hữu phần khách thì nó cũng có hai hoặc là ba hồi kiếp vừa qua. Rồi mỗi một trường hợp như vậy mình chia nó ra làm 5 năm, tức là nhãn thức 1, nhĩ thức 1, tỷ thức 1, thiệt thức 1 và thân thức 1. Mỗi một cái như vậy mình chia nó làm 5. Thì mỗi một cái 5 ở 4 trường hợp thì mình có 20 lộ trình tâm. 20 lộ trình tâm này về mình tập vẽ ra. Hôm trước là mình có 10 lộ trình tâm, bây giờ hôm nay mình học thêm 20 lộ trình tâm nữa. Mình về mình vẽ ra 30 lộ trình tâm và mình đặt trường hợp nó. Đặt trường hợp nó, trong trường hợp nào nó xảy ra là tâm thiện, tâm bất thiện hoặc là tâm tâm đại tố. Thí dụ vậy, mình về mình tự đặt ra, thí dụ để mình đặt ra. Cái này nếu mình học tài lớp á, học tại lớp thì cho các tử mình lên vẽ rồi cho mình đặt ra cái thí dụ, hoặc là sư nêu ra cái thí dụ rồi các tử mình viết ra cái lộ trình tâm. Nhưng mà học ở trên đây thì thôi, làm như thế nào đó các tử mình có thể hiểu được, rồi mình phải tự soi sở cho mình thêm, tự soi sở cho mình thêm mình hiểu rõ hơn. Chúng ta phải tập viết lộ trình tâm ha, tập vẽ lộ trình tâm. Nếu mà chúng ta học cái này mà mình không có vẽ được lộ trình tâm là mình không nhớ được gì và mình cũng không hiểu rõ. Học xong mà phần nào chúng ta đều vẽ được lộ trình tâm ở phần đó thì mới được. Cứ thử ngồi lại vẽ, ví dụ học xong rồi nếu mà tối ngủ sớm thì sáng chịu khó thức dậy vẽ lại. Vẽ lại các lộ trình tâm đó. Chúng ta phải chịu khó vậy. Rồi, lộ trình tâm ngũ môn xảy ra ở hạng người, lộ tâm ngũ môn cảnh lớn xảy ra ở hạng người. Hạng người thì hạng người thì chúng ta nhớ là mình có 12 hạng người. Bài học trước đây mình học mình có 12 hạng người, nhưng mà có trong 12 hạng người đó thì chúng ta có 4 người đạo, là bốn sắc na tâm đạo,
mà bốn sắc na tâm đạo đó nó chỉ diễn ra ở lộ trình tâm ý môn, cho nên bốn người đạo sẽ không có mặt ở lộ trình tâm ngũ môn. Đó là cách mình giải thích để mình loại trừ về cái hạng người ra. Như vậy mình sẽ còn lại là tám hạng người. Tám hạng người mình xét ở lộ trình tâm thứ nhất, tức là mình còn lại đó là người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân, người sơ quả, người nhị quả, tam quả và người tứ quả. Tức là mình còn lại đó là bậc thánh tu rồi quần, tức là hàm, anaham và a-la-hán, bốn bậc. Thì chúng ta thấy là dù là người lạc, người khổ, người nhị nhân, người tam nhân hay là các bậc thánh, thì họ đều nghe, ngửi, nghe, thấy, ngửi, nếm đụng. Chỉ có là cái động lực nó khác nhau thôi. Chỉ có cái động lực thì nó khác nhau. Nhưng mà nghe, ngửi, thấy, nếm đụng á, thì vẫn giống nhau. Thí dụ như là ở trong trường hợp bậc thánh A-la-hán, bậc thánh A-la-hán có thấy cảnh xấu không? Vẫn có thể là nghe, ngửi, nếm đụng cảnh xấu bình thường. Bình thường. Thí dụ như là ở trong trường hợp ngày Lua Sakatisa mà ngày do cái ác nghiệp mà trước đây ngài phạm phải với các bậc thánh, cho nên ở trong đời sống hiện tại dù ngài là đã chứng được thánh quả A-la-hán, nhưng mà ngài vẫn không nhận được cái vật thực mà người ta cúng dường, và ngày Xá Lợi Phất ngày thấy như vậy á, tức là lúc mà đi khất thực á, nếu mà ngài đứng ở ở đầu thì người cúng dường á, người ta cúng từ dưới lên, nhưng mà Chư Tăng thấy vậy thì mới sắp cho ngài đứng ở cuối, thế là người ta lại cúng dường từ trên xuống đến ngài cũng hết đi, rồi Chư Tăng mới thấy vậy cho ngài đứng ở giữa. Thì khi người ta cúng dường, người ta cúng dường từ người thì người ta cúng dường từ trên xuống, người thì người ta cúng dường từ dưới lên, tới ngày nó cũng hết. Cho nên cái việc tìm được vật thực của ngài rất là khó khăn. Rồi cho đến khi mà ngài sắp viên tịch, đó là ngài Xá Lợi Phất, ngài thấy giống là thấy nói nôm na theo ngoài đời là thấy thương ngài. Cho nên ngài mới đi khất thực về, giống như là cho ngài có được một buổi ăn mà no bụng trước khi viên tịch. Thì lúc bây giờ ngài tính là ngài khi mà ngài Xá Lợi Phất ngài mang cái vật thịt về đến, thì ngài tính là bản thân ngài cầm để ngài dùng, thì ngài Xá Lợi Phất ngài nói không được, bây giờ để tôi cầm hiện giả cho hiện giả dùng, nếu mà hiện giả mà đụng vào cái vật thịt này là lập tức cái vật thịt này nó biến thành lửa, hiện giả dùng cũng được. Thì nếu mà ở trong trường hợp xúc chạm như vậy á, cho mình thấy là ngay cả các bậc thánh thì cũng xúc chạm đó là không hài lòng, tức là cái cảnh nó vẫn là cái cảnh sống. Hoặc là ở trong trường hợp mà ngài Xá Lợi Phất lúc mà ngài nhiều người ta đồn với ngài, đồn về ngài đó, ngài không có biết giận, rồi một bà la môn nghe như vậy thì mới nghĩ ra là ai mà không giận, để ngài làm cho ngài Xá Lợi Phất giận, để ông làm cho ngài Xá Lợi Phất giận. Thì trong lúc ngài đang đi khất thực thì bị bà la môn này mới đi từ phía sau và đấm ngài một đấm thật mạnh. Rồi ngài mới có có chuyện gì đây, thì các tử thấy là mặc dù việc phản ứng về mặt tâm lý thì ngài không có giận, ngài không có sân,
nhưng mà cái thân của ngài lúc đó là thân thức thọt hổ, tức là gặp cái cảnh xúc mà không có vừa lòng, cảnh cảnh xúc mà thuộc về quả bất thiện, cái cảnh bất thiện, thân thức quả bất thiện. Dạ. Hoặc là trường hợp của ngài ăn Gulima lát, lúc mà ngài giết nhiều người xong rồi ngài gặp được Đức Phật, ngài xuất gia, ngài chứng đắc được thánh quả, rồi ngài đi khất thực. Thì lúc đó không biết người ta ném đất đá cây ở đâu đó, cứ ngài đi ngang qua ngài bị trúng. Và trong trong bài kinh số 80 mấy gì đó, xin nhớ ở trong cuốn bộ mình có một bài kinh nói về ngài ăn Gulima lát á. Dạ, tức là lúc đó là đầu ngài cũng bị bể chảy máu rồi, ngay cả cái bát của ngài cũng bị bể. Dạ. Tại ngày xưa là hầu như là chắc phần lớn là xài đất, xài cái bát. Tại bát có thể là bát bằng sắt hoặc là bằng đất. À, tức là bằng đất người ta nung, giống như bây giờ mình thấy là có những cái chậu hoa, chậu bông người ta nung bằng đất đó, nó cũng chính, cứng cũng chắc, thì bị bể. Đã trong trường hợp đó chúng ta cũng thấy đó là cái thân thức quả bất thiện, thân thức quả bất thiện, tức là thân hoặc khổ. Thì chúng thấy là ngay cả bậc thánh A La Hán thì cái thân thức nó vẫn là thọ khổ. Nó chỉ khác là tâm động lực, ở đây là tâm động lực các ngài, ở trong trường hợp đó nó luôn luôn đó là tâm đại tố. Nó khác với người phàm phu mình, khi mà bị ví dụ như là thấy cảnh xấu, bị người ta đánh, bị người ta chửi, thì động lực nó là tâm sân, động lực nó là tâm sân. Nhưng mà nếu mà thấy cảnh đẹp, nghe được âm thanh im dịu, hoặc là ăn thức ăn hợp với khẩu vị, ngửi được mùi thơm chẳng hạn. Dạ. Thì tâm ở đây nó có thể là tâm tham hoặc là tâm sân, tâm tham hoặc là tâm thiện. Dạ. Nhưng mà chung lại đó, chúng ta đều có thể đó là nghe, ngửi, thấy, nếm đụng. Thấy, nghe, ngửi, nếm đụng, tức là năm trường hợp nó xảy ra giống nhau, ngoại trừ trường hợp đó là ví dụ nếu mà ai bị mù thì không thấy, ai bị điếc thì không nghe. Những trường hợp đó là trường hợp ngoại lệ, còn phổ thông lại thì đều thấy, nghe, ngửi, nếm đụng. Cho nên là lộ trình tâm này đều xảy ra ở tám hạng người, là người khổ, người lạc, người dị nhân, người tam nhân và bốn bậc thánh quả. Ở lộ trình tâm thứ hai nếu mình xét về năm môn tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, xét về năm cảnh thì nó cũng có thể diễn ra trong trường hợp là thấy, nghe, ngửi, nếm đụng. Dạ. Nếu mình xét về thấy, nghe, ngửi, nếm đụng thì nó vẫn có thể xảy ra ở tám hạng người. Nhưng mà nếu mình xét thêm về cái khía cạnh động lực sân động lực sân thì mình sẽ loại ra được hai hạng người, đó là bậc thánh A Na Hàm quả và bậc thánh A La Hán quả, vì hai hạng người này không có tâm sân. Dạ. Thế là mình đã loại trừ được hai hạng người đó, là mình chỉ còn lại là sáu hạng người. Rồi mình xét thêm cái điều kiện tâm tục sinh. Tâm tục sinh đó là phải là tâm tục sinh bằng tâm thọ hỷ và ở cõi vui dục giới. Dạ. Thì tục sinh bằng tâm thọ hỷ mà ở cõi vui dục giới, thì chúng ta nhớ coi tâm nào nó làm việc tục sinh ở cõi dục giới. Dạ. Trước tiên là chúng ta tìm tâm nào làm việc tục sinh ở cõi dục giới. Thì mình có là tám tâm này: quả tâm quan sát thọ xả quả thiền và tâm quan sát thọ xả quả bất thiền. 10 tâm đó làm việc tục sinh cho chúng sanh ở cõi dục giới. 10 tâm đó.
Nhưng mà ở đây cái điều kiện của người ta nó giới hạn hơn, đó là ở cõi dục, ở cõi vui dục giới và thọ hỷ. Thì trong 10 tâm đó, đó mình chỉ có là 4 tâm thọ hỷ thôi. 10 tâm làm việc tục sinh đó thì mình chỉ có 4 tâm làm việc thọ hỷ, là thọ hỷ. Đó là 4 tâm đại quả thọ hỷ. Trong đó mình có là 2 tâm đại quả thọ hỷ hợp trí và 2 tâm đại quả thọ hỷ ly trí. Tâm đại quả thọ hỷ ly trí nó làm việc tục sinh, 2 tâm đại quả thọ hỷ ly trí nó làm việc tục sinh cho hạng người nhị nhân. 2 tâm đại quả thọ hỷ hợp trí nó làm việc tục sinh cho hạng người tam nhân. Như vậy nếu mình tìm hiểu ở cái khía cạnh mà tâm làm việc tục sinh á, thì chúng ta sẽ loại từ thêm được 2 hạng người nữa, đó là người khổ và người lạc vô nhân. Như vậy thì ở cái lộ trình tâm này á, nó chỉ diễn ra ở 4 hạng người, đó là người nhị nhân, người tam nhân, bậc thánh sơ quả và nhị quả. Thì đó là cái cách mình giải thích để mình tìm ra cái hạng người cho 2 lộ trình tâm này. Thật ra mấy con số này thì chúng ta tìm ở trong sách, thiếu gì cách nào cũng có, nhưng mà mình phải nhớ được cái cách giải thích, hiểu được cái cách giải thích thì mới được. Còn con số thì sách nào cũng có đề cập. Rồi về cõi, về cõi thì ở lộ trình tâm thứ nhất á, ở lộ trình tâm thứ nhất là chót động lực á, thì nếu mà tổng quát thì nó có thể xảy ra ở 46 tâm dục giới đó, nó có thể xảy ra ở ở 26 cõi ngũ uẩn. Nó ngoài trừ đó là 4 cõi vô sắc và cõi cõi vô tưởng, ngoài trừ 5 cõi đó thôi. 26 cõi còn lại thì nó đều 26 cõi còn lại, tổng quát thì nó có 26 cõi. Nhưng mà nếu mà nói chi tiết á, thì 26 cõi nó chỉ xảy ra ở trong trường hợp nhãn và nhĩ thôi, tức là nhãn thức và nhĩ thức, ở lầu nhãn thức và nhĩ thức. Vì chỉ có nhãn thức và nhĩ thức á, nó mới có mặt ở cõi sắc giới. Tức là chư thiên, phạm thiên ở cõi sắc giới á, họ chỉ sử dụng mắt để nhìn và tai để nghe, cho họ không có dùng lưỡi để ăn vật thực, không có cảm giác vật thực giống như mình, không có dùng mũi để ngửi mùi giống như mình, cũng không có thân xúc chạm, thân thức xúc chạm để biết được cái sự êm ái hoặc là thô thiệt, không có. Tức là tỷ thiệt thân, tỷ thức thiệt thức, thân thức nó không có làm việc. Nó có làm việc. Cho nên 26 cõi á, là nó chỉ ở trường hợp đó là nhãn thức nhị thức thôi. Lộ trình tâm diễn ra ở nhãn thức nhị thức. Còn tỷ thức, thiệt thức và thân thức á, thì nó chỉ xảy ra ở 11 cõi dục giới. Ở 11 cõi dục giới. Ở lộ trình tâm thứ hai á, dựa theo cái điều kiện của nó, đó là tục sinh bằng tâm thọ hỷ và ở cõi vui dục giới. Dục giới mình có 16 cõi, 11 cõi, nhưng mà cõi vui dục giới thì nó chỉ có là 7 cõi. Đó là cõi người và 6 cõi trời. Ta nhớ cõi người mình cũng được xếp vào cõi vui, mặc dù nhiều lúc mình xấu rất là khổ. Nhưng mà nó vẫn được xếp vào là cõi vui. Còn 4 cõi khổ đó là địa ngục, ngạ quỷ, bằng sanh hoạ, tu la. Đó là 4 cõi khổ. Cho nên dựa theo cái điều kiện đó, cái lộ trình tâm thứ hai này á, nó chỉ xảy ra đó là ở 7 cõi vui chưa. 7 cõi vui chưa. Tức là tổng quát thì lộ trình tâm thứ nhất xảy ra ở 26 cõi. Nhưng mà nói chi tiết thì giống như nói lúc nãy, 26 cõi chỉ xảy ra ở trong trường hợp nhận thức và nhị thức.
tỷ thức thiệt, thức thân, thức thì chỉ xảy ra ở 11 cõi. Lộ trình tâm thứ hai thì chỉ xảy ra ở 7 cõi vô dục giới. Thì đó là phần bài học về lộ trình tâm ngũ môn cảnh lớn. Chúng ta kết thúc ở đây. Cái phần giải thích cô Phúc Vị Trung nói lúc nãy, để kỳ sau mình có cái bài ngắn hơn đi, mình có thời gian sư sẽ giải thích lại cái phần đó. Ra bây giờ mời lớp nghỉ. Dạ. Dạ, bài học đã kết thúc. Chúng con xin được kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp về lộ trình tâm ngũ môn cảnh lớn ngày hôm nay ạ. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Dạ, xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báo có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính chân sư, con xin thay mặt quý cô đương nữ và cô chú học viên trong lớp học hồi hướng phước báo của bài học hôm nay đến chư thiên. Akasatha Chaphomatha Dewa Naga Mahitika Punyang no anumodan chuchirang rakhan tu sasanang akasatha chaphomatha dewa naga mahitika Punyang no anumodan chuchirang rakhan tu no garo akasatha chaphomatha dewa naga mahitika Punyang no anumodan tu chirang rakhan tu nyata yo akasatha chaphomatha dewa naga mahitika Punyang no anumodan tu chirang rakhan tu bani no akasatha chaphomatha dewa naga mahitika Punyang no anumodan tu chirang rakhan tu no sada Idang watano punyang asawa kaya wahang ho tu anagate kale. Sa thú. Dạ, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp vi diệu pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21:00 giờ Việt Nam. Dạ, con kính chúc sư Tinh Tuệ, dạ con kính chúc quý sư cùng quý cô tu nữ và các đạo hữu mạnh khỏe và được bình an trong cuộc sống để cùng nhau vượt qua đại dịch Covid này. Dạ, con kính mời lớp nghỉ ạ. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Con kính chúc sư nhiều sức khỏe. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Rồi, xin mời lớp nghỉ. Con kính chúc sư buổi học hôm nay ạ. Con kính chúc sư khỏe ạ. Con chào cả lớp ạ. Chúc sức khỏe, chúc an vui. Con kính tri ân sư, chúc sư khỏe, chúc sư ngủ ngon. Chúc cả lớp ngủ ngon luôn.